lộ diện dàn đối thủ nặng ký của Lê Hoàng Phương. Sau khi Lê Hoàng Phương được xướng tên ở ngôi vị cao nhất Miss Grand Việt Nam 2023, Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2023, công chúng đã dành nhiều kỳ vọng vào cô gái này ở cuộc thi quốc tế sắp tới. Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, cô nàng cao 1m76 với số đo ba vòng lý tưởng là 87, 63 và 95. Người đẹp gốc Khánh Hòa là người mẫu kiến trúc sư, có mặt tại chung kết Miss Grand Việt Nam. Ông Nawat đã nhận định Lê Hoàng Phương đáp ứng được các tiêu chí về sắc đẹp, hình thể và trí tuệ nên sẽ là thí sinh mạnh để chinh chiến Miss Grand International 2023. Trong khi đó, các giám khảo của Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2023 cũng cho rằng Lê Hoàng Phương tiệm cận với tiêu chí Forbes của cuộc thi Miss Grand. Cũng từ đây thì dàn đối thủ nặng ký của người đẹp Việt đã nhận về sự quan tâm của giới mộ điệu sắc đẹp. Đầu tiên thì phải kể đến những đối thủ cùng châu lục với Hoàng Phương. Ở quê hương của ông Nawat, Hoa hậu Hòa Bình Thái Lan 2023, Thao Quipon, Fink Charat là thí sinh nặng ký nhất nhì cuộc thi này. Người đẹp năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành khoa học quản lý. Fink Charat từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Thái Lan 2017 và giành ngôi vị Á hậu 3. Cô nàng từng đại diện Thái Lan tại cuộc thi Miss United Kingdom 2017 và tiếp tục giành giải Á hậu 3. Không có chiều cao nổi trội nhưng bù lại thì người đẹp sở hữu thân hình săn chắc, quyến rũ với múi bụng khỏe khoắn. Hoa hậu Hòa Bình Philippines Nikki De Mora hiện được đánh giá là ứng viên có tiềm năng. Mora năm nay 19 tuổi, cô là người mẫu. Người đẹp thu hút ánh nhìn bởi vẻ đẹp lai hiện đại nóng bỏng. Cô nàng gây chú ý với mái tóc xù cá tính. Mora cũng từng đăng quang ngôi vị Miss Teen Philippines 2019 khi 15 tuổi và tham gia cuộc thi Supermodel Me 2021 Tôi là siêu mẫu châu Á. Bên ngoài châu lục thì Hoa hậu Hòa Bình Colombia 2023 Maria Alexandra Lopez Perez được xem là ứng viên xịn sò không thể xem thường. Người đẹp từng giành ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hoàn Vũ Colombia 2021. Maria cao 1m76 với số đo ba vòng là 90, 64 và 95. Cô nàng là người mẫu nổi tiếng được yêu mến tại quê nhà, có thể nói được nhiều ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Đến từ Peru, Lucina Fusse gây chú ý bởi gương mặt khả ái, ba vòng nóng bỏng. Cô nàng là diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Peru. Vào năm 2021, tờ Camscore đưa cô vào danh sách những phụ nữ có sự ảnh hưởng nhất mạng xã hội. Bạn nghĩ sao về những đối thủ nặng ký này của Lê Hoàng Phương? Hãy chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận của mình để chúng tôi được biết nha!